Xin chào các bạn. Theo lời yêu cầu của Mai Nguyễn là mình làm bánh mì cái loại mà quay whole wheat. Trước giờ thì mình chưa làm bánh mì với cái loại bột khô này. Nó rất là khó ăn ngon. Đây là mình làm tự với lại bột chua, nước lạnh, cũng là cái bốn nguyên liệu căn bản: muối và bột. Tại vì nướng nó có một cái ổ bánh mì, thành ra mình có kèm thêm một cái 10 cái ổ bánh mì nhỏ xíu nữa. Nó làm như một mẹ đó, 10 đứa con vậy đó, cho nó vui mắt. Thì bây giờ mình đi vô công thức mình làm là nước. Mình sẽ bỏ cái bột chua vô. Mình xài là 260g nước. Tỷ lệ nước của mình xài trong công thức này là 75%. Cái bột chua này á là nó là 100%, tức là mình xài một bột một nước. Mình lấy 90g, tức là 25%, mình sẽ xài cái công thức là 350 cái bột whole wheat, quay whole wheat flour đó. Bạn thấy cái bột chua của mình nó nổi lên đó. Thường là người ta làm những cái bột chua này là làm bánh mì, người ta hay làm gọi là odolize, nhưng mà mình thì không bao giờ mình làm, tại vì mình thấy cái hiệu quả nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Thành ra công thức mình làm là mình cứ đổ và lần sáng cấu vô hết chung vô luôn. Mình xài 350g bột mì nguyên cám, 7g muối, là 2% gam muối đó, 2% gam muối, rồi 25% cái bột chua, hơn 25 chút xíu, mà kể 25 luôn, nước thì 75%, muối mình cũng cho vô bột, rồi mình trộn với cái đồ khô đi trước cho nó đều, xong rồi mình đổ cái bột chua với lại nước nó vô, là mình trộn thôi, trộn cho đến khi nào mà nó không còn một cái chút bột khô nữa thôi. Rồi chỉ có đơn giản vậy à. Lúc đầu thì nó còn nước quá, mình lấy cái spatula mà cái loại cái rộng này á, mình chỉ lật qua lật lại cho nó thấm, làm từ đầu đến đuôi không có thò tay vô cũng được. Nhưng mà mình thì mình thích thò tay vô, mình trộn sơ sơ chập cái là mình sẽ là thò tay vô, mình chỉ là trộn tới trộn lui cho nó không còn, chưa nhồi nha. Tại vì bây giờ mà nếu mà bạn nhồi á là nó sẽ là cái bột nó sẽ bị dai đi. Bây giờ mình chỉ trộn sơ sơ cho nó thấm nước thôi. Tại vì thay vì người ta làm, mình không biết dịch chữ autolyse nó ra là tiếng Việt là gì nữa. Rồi tay rửa sữa sạch rồi thì bắt đầu mình bỏ vô, mình cứ là túm nó lại để chỗ nào bột khô là nó quyện với cái bột ướt, cứ vậy mà làm tới thôi. Thực tình mình muốn làm cái video bắt chước người ta kiểu khỏi cần nói gì trơn, ngồi im ra và rè chỉ đánh cho mấy cái chữ đó. Chưa vậy mà người ta cả triệu view, còn mình nói rác cổ bị chửi thì nói nhiều mà chẳng có ai thèm coi nữa. Đó, cứ vậy mình cứ trộn trộn tới trộn lui, trộn xuôi trộn ngược hoài thôi. Xong trộn rồi á thì mình cho nó nghỉ 30 phút để cho nó thấm, nó nở cái bột của mình. Sau khi nở 30 phút á thì 2 giờ đồng hồ kế tiếp, mình đây là cái cách mình làm từ hồi bắt đầu mình làm bánh mì đến giờ, cứ là mình cứ kéo, mình móc cái dưới đáy lên, kéo lên, mình kéo 10 cái 20 cái, kéo bao nhiêu có sức bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu. Tại cái hộp này mỏng rị, coi chừng nó bể luôn. Mà cái bột này nó dai lắm. Nó là tỷ lệ mình thấy ghi trên đó là 13% protein nhé.
Đây là lần thứ nhất mình gọi chữ S and F này, tức là straight and fold, tức là kéo ra xếp lại. Thay vì người ta kéo dĩnh 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 người ta ép để do thì mình lấy đại cái này mình móc lên thôi. Miễn sao mà cho nó bây giờ mình làm như vậy là để cho nó cái gluten đó nó mạnh lên, nó cứng, nó vững chãi hơn á. Rồi sau khi nghỉ 30 phút kế tiếp lần thứ hai đó, mình thấy nó hơi thấm nước, cũng hơi, mình cứ làm vậy để mình làm, ví dụ như làm cái bột này á mà mình càng nhồi á là nó càng dai, mình cứ kéo kéo lắm cỡ mười mười mấy lần cũng được. Lát chắc mình đợt thứ ba là mình thò tay vô cho rồi, kéo kéo rì rì kiểu này dễ gãy cái hộp quá. Nếu cái này bằng làm bằng cái hộp thủy tinh thì đỡ hơn. Rồi đây lần thứ ba thò tay vô, mệt quá rồi, rửa rửa để tay ướt ướt á, không thôi dính. Mình cũng cái kéo từ từ rồi mình đẩy nó vô, đáng lẽ là kéo luôn hai tay á, nhưng mà mình phải làm một cái tay để mình dịch á, với lại mình giữ một cái tay sạch để mình bấm video á. À, mình bấm cái nút đó, bằng cái kéo vậy đó, nó cũng thích giống như đồ chơi con nít á. Mình cái kéo kéo xong rồi á thì mình làm là đủ 2 tiếng đồng hồ rồi, mình đậy nắp lại, mình cho nó nghỉ 1 tiếng ở trên bàn như vậy, mình để mình đậy nắp, mình để trên bàn xong rồi mình đem vô tủ lạnh, mình để qua đêm đến 15 20 tiếng đồng hồ gì cũng được, tùy theo cái quỹ thời gian của bạn. Sau cái nghỉ đó thì mình đem ra mình để ở ngoài cỡ tiếng 2 tiếng đồng hồ. Cái thời lượng đây là mình có nhiều thời giờ thì mình để nhiều, không ít là mình để ít, chứ không có bắt buộc cái làm bột chua này với lại làm mà kiểu để lâu này không có cái thời gian, nó không có 10 tiếng cũng được mà 2 tiếng cũng được đó. Xong rồi cái mình để 2 tiếng đồng hồ ở ngoài rồi, cái mình bắt đầu mình đem vô mình đổ nó ra bàn, mình đổ ra bàn rồi mình định hình nó. Mình cái chỗ này mình cho chiếu nhanh lên chứ chỉ có là mình bóp nó, mình nắn nó rồi sao ra cái hình bạn muốn làm tròn làm dài gì mình hả theo yêu cầu này. Mình tại vì cái nồi, cái Dutch oven của mình có hồi trước á nhỏ có 2 quạt ra, mình mới mua thêm cái 6 quạt nó bự mà nó nặng, nó thiệt á, mình không có thích mấy cái nồi nặng á. Mấy cái chảo mình mua cái loại kia chảo mà nó nặng á, thôi mình cũng không có xài. Còn cái nồi này trời ơi, mình bưng một cái hả là muốn xỉu luôn á. Lát bạn coi cái nồi á, nhìn là quợn rồi, cũng nặng trịch à. Rồi bây giờ mình làm xong á là mình lấy cái bột gạo mình phủ nó lên. Tại vì trong đầu của mình á, mình đang nghĩ cách mình vẽ một cái bức tranh cho đẹp, nhưng mà đến khi mình làm mình vẽ xấu quắc luôn. Cho nên mình thoa cái bột đó để hồi mình đến khi trước khi bỏ vô lò mình vẽ hình đó, nhưng mà riết hồi mình chẳng biết vẽ cái gì luôn. Rồi khi mình để vô thì mình để cái bề mà có cái mép á lẳng lặng ở lên ở phía trên, còn cái bề láng á thì mình cho nó xuống ở dưới. Bạn ngó cái kỹ thuật của mình khi mình nặng cái hình á là mình làm sao mà là cái vỏ nó căng lên á. Rồi sau khi mình để nó 1 tiếng 2 tiếng gì bắt bạn tùy, có nhiều người đem bỏ vô lại tủ lạnh cho nó đông, cho nó cứng ngắc lại, nhưng mà mình không có làm, mình làm mình để ở ngoài rồi mình ụp nó trở lại cái đường mà cái mí nối á, mình cho qua bên cái tờ giấy mình để trên cái rôn lên cái này có cái bàn mà quay tròn á đó. Đó mình cắt nó, cắt chưa mình cắt sâu thêm chút nữa, tại vì cái này sâu cũng cỡ trên nửa inch hơn á, nửa inch hơn là tức là cũng 1,5 cm rồi. Bây giờ đó bạn thấy mình chuẩn bị vẽ, nhưng mà mình thực sự mình chẳng biết vẽ cái gì, thành ra mình đây mình quẹo 3 cái đường đó, mình tính là vẽ cái nhành cây mà làm 3 cái đường đó hả,
lát nướng lại nó nở tắt lát à, đúng ra là chỉ làm đường cạn cạn thôi. Rồi bên này mình cũng không biết làm gì, thôi mình làm mấy cái lá lá. Để hồi mình suy nghĩ mình vẽ cái gì cho nó đàng hồi mình làm lại, tại lỡ mua cái nồi bự rồi đó, phải nướng nó chứ. Tháng này tiền điện nó vọt lên gấp 3 lần luôn á, nướng ngày nào cũng nướng tùm lum đồ. Rồi bây giờ trong đó là mình đã vặn lò lên trước rồi, mình để cái rác ra là ở 2/3 ở phía dưới, 5 tầng mình bỏ nó 2 tầng, rồi mình dặn nó 450 độ F á. Cái nồi là nóng rồi mình bưng ra, cái nồi mình bỏ vô, rồi mình đậy nắp, mình nướng nó 20 phút, xong mình dỡ nắp ra, mình nướng nó 20 phút. Thực ra bên cạnh đó hồi nãy á, là mình có nướng 10 cái ổ bánh mì kèm theo, mình tính thời gian đó, mình nướng theo 10 cái ổ bánh mì nhỏ xíu này cũng là 350 g, mà nó ra 10 ổ bánh mì nhỏ, trong khi cái 350 g cái bột whole wheat flour đó thì ra có một ổ đó. Ngó mấy cái ổ bánh mì nhỏ nhỏ này nó ngó. Cái này là tại vì trầm sò mình không có muốn nướng có một ổ bánh mì á, thì mình có cái khuôn nhỏ nhỏ, mình bỏ năm cái khuôn 5 ngăn của mình á, mình cắt làm đôi, một bên nó có phần nhỏ đó, mình để được 2 ổ nhỏ này 5 cái, là mình một bên á là mình để cái nồi để mình nướng cái ổ bánh mì bự này, rồi cái một bên đó thì mình nướng. Mà tất cả này đều xài bột chua, thành ra cái ổ bánh mì nó không có nở to như cái ổ bánh mì xài quýt, quên, xài yeast. Mà nở kiểu này thì cũng bạn thấy nó 350 g ra 10 ổ bánh mì nhí nhí á. Rồi dòm cũng hấp dẫn hả. Rồi bây giờ mình phải cắt ra coi, nói chung là nó không có cái lỗ tổ ong mà to bự chát, nó cũng vừa vừa thôi, ăn thì cũng ok. Còn bạn Mai á, người yêu cầu mình làm cái này á, bạn có đây là căn bản, mình làm cái gì cũng từ căn bản hết. Căn bản thì nó khó hơn cái mà mình thêm những cái chất mà như phụ gia hay là cái gì đó vô. Còn ví dụ bạn muốn ngon, mình cắt, bạn thấy không, kỹ thuật cắt của mình hồi nào cũng cù cưa cú cứ vậy đó. Thì bạn có thể thêm mật ong, thêm đường, thêm bơ, thêm gì bạn thích là bỏ vô, còn mình thêm đậu hay là cái gì á. Rồi như vậy mình chia sẻ với các bạn, nếu ai thích thì làm theo kiểu bánh mì này, còn riêng cho bạn Mai thì mình làm clip này để cho theo yêu cầu của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.